Rồi, xin chào các bạn, đang quay trở lại với cái video tiếp theo mình nha. Vậy là trong cái video trước chúng ta đã cài xong cái bản Windows 1809 là cái bản mới nhất bây giờ của Windows 10. Thì uh, sau khi cài Windows xong, chúng ta sẽ cần có những cái việc phải làm như sau. Và thì uh, ngoài những cái việc mà hàng ngày mình vẫn chia sẻ cho các bạn những cái thủ thuật về sửa chữa máy tính ấy, thì uh, mình có làm một cái kênh YouTube khác để mình làm về những cái vlog đời sống hàng ngày của mình cũng như là những cái điều mà mình ưa thích mình đăng lên trên đây thì uh, mình rất là đam mê quay phim và chụp hình cũng như là biên tập video cho nên là mình đã làm ra một cái kênh uh, YouTube khác để mình chia sẻ với mọi người thì uh, rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhé các bạn vào trình duyệt các bạn vào cái kênh uh, youtube.com cdb vlog các bạn nhé chữ cdb có nghĩa là chu động phú vlog các bạn nhé và các bạn enter này thì nó sẽ vào được cái trang này của mình ha, vào được cái kênh YouTube này của mình. Các bạn à, hãy ủng hộ mình bằng cách là nhấn subscribe, ủng hộ mình cũng như là like video nhé. Thì hiện tại bây giờ mình mới có đăng một cái video lên thôi, cũng khá là lâu rồi, mình cũng chưa có thời gian mình làm, nhưng mà thời gian tới mình sẽ làm rất là đều đặn và mình à, làm những cái vlog đời sống và những cái điều mình ưa thích mình đăng lên đây. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúng ta nên làm các bạn nhé. Ở đây mình nói là nên làm, còn cái chuyện là bắt buộc hay không thì cũng có bắt buộc, cũng có cái bắt buộc và cũng có cái không bắt buộc. cho nên uh, theo như mình thì các bạn nên làm đi để cho cái máy các bạn nó được hoạt động ok hơn các bạn nha. rồi đầu tiên đấy sau khi cài Windows xong, đó là cái việc mà các bạn phải uh, cài driver, ha, cài cái driver. thì uh, để kiểm tra xem nó nhận đủ driver hay chưa, các bạn sẽ làm như sau này. các bạn bấm chuột phải cho mình ở chỗ nút Start này, này. bấm chuột phải ở đây. các bạn chọn cho mình cái phần là Device Manager đây này, Device Manager. Thì trong cái video này mình vẫn dùng máy quay từ bên ngoài mình quay vào Do là cái máy của mình nó chưa nhận cái driver card màn hình Cho nên mình không thể dùng được cái phần mềm quay màn hình Bởi vì dùng phần mềm quay màn hình đó, nó sẽ rất là bị giật lag Cho nên là mình phải quay cách này thì các bạn thông cảm nhé Video sau thì mình sẽ quay bằng màn hình cho các bạn dễ nhìn hơn Thì các bạn nhìn này Ở đây là cái cửa sổ của device manager Thì các bạn thấy những cái phần nào mà nó có cái dấu chấm than màu vàng ở đây Có nghĩa là nó chưa nhận cái driver ha nó chưa nhận cái driver thì các bạn bắt buộc phải cài driver vào còn những cái nào nó đã ok thế này thì là nó nhận driver rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ta cài driver thì ở trên Windows 10 á có một cái tính năng khá là hay đó là các bạn có thể là à, cài driver tự động bằng cái trình update của Windows thì à, với cái phần mà cài driver tự động này á đối với những cái máy mà các bạn mua về sau này có nghĩa là nó người ta sản xuất ra từ cái lúc mà Windows 10 ra đời ấy thì hầu như driver đều được Windows 10 hỗ trợ là tự động download về và tự động cài. Còn đối với một số máy ấy, có những cái driver đặc biệt thì các bạn sẽ không có cài tự động như vậy được, nó chỉ nhận được một số cái thôi. Còn những cái driver đặc biệt thì nó sẽ không nhận được và các bạn buộc lòng phải lên trang chủ của cái nhà sản xuất để các bạn download driver về và các bạn cài thủ công. Hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái phần mềm mà cài driver tự động nhưng mà mình thì không khuyến khích các bạn cài những cái phần mềm à, cài driver tự động bởi vì những cái driver này hầu như hầu như là không có chuẩn và cũng không ổn định ha không chuẩn và không ổn định do là nó tự động nó quét trên mạng và nó download về nó cài cho bạn cho nên là chúng ta sẽ không có tin tưởng cho lắm thì mình khuyến khích các bạn là nên download thủ công về và cài thủ công bạn nha rồi bây giờ mình sẽ cài đầu tiên đấy là các bạn phải kết nối Internet vào được trước đã nha Nếu máy bạn chưa có uh, kết nối được Internet Thì buộc lòng các bạn cũng phải tải driver thủ công về bạn cài Còn nếu mà Kết nối được Internet rồi thì bạn sẽ sử dụng cái trình auto update của Windows Thì mình thấy là đa số khi mà cài Windows 10 xong ấy, là nó đều tự nhận được cạc mạng hết Cho nên các bạn cũng không cần phải lo lắng cái chuyện này cho lắm nha Đây bây giờ mình sẽ kết nối vào wifi của mình này Đây mình sẽ kết nối wifi của mình nha Đây Rồi, bấm next nè. Z. Yes. Ok, đã kết nối được Wi-Fi ha các bạn ha. Thì các bạn nhìn này, đây là các mạng của mình driver đã nhận rồi này. Đó, cho nên không lo lắng gì hết. Bây giờ mình sẽ cho nó nhận driver tự động bằng cách là bấm chỗ này, này các bạn này, cái chỗ này. Hoặc là các bạn có thể bấm chuột phải đây cũng được, chọn setting ha. Đấy, cái nào cũng được hết. Thì mình hay bấm đây cho nó nhanh này, bấm ngay chỗ này này, bấm đây. Rồi, chọn cái phần là o setting ở đây này. này ra được cửa sổ setting này, các bạn vào cái phần là update and security này bấm vào đây và các bạn chọn là check for update ha check for update bấm vào đây đó thì nó sẽ tiến hành là nó à, đấy các bạn thấy không nó sẽ liệt kê một loạt ra này những cái à, file hệ thống những cái bản update cần thiết cho cái windows này cũng như là những cái driver cần thiết cho máy nó tự động nó download và nó cài vào cho các bạn luôn. Đấy các bạn thấy không? Này có Net Framework 3.5 rồi uh, uh, gì đây? Quá trời luôn nè, thấy không? Đấy. Driver này. Đấy driver Intel này. Camera này, đấy quá trời luôn. Đấy, nó tự động download về cài hết. Thì đến khi mà download xong ấy, nó sẽ yêu cầu các bạn khởi động máy lại. Thì các bạn phải khởi động máy lại để cho nó chấp nhận cái sự thay đổi này các bạn nha. Rồi thì trong khi mà nó cài driver ấy thì mình sẽ nói tiếp thêm một phần nữa Đó là Các bạn cài Windows xong Các bạn cần phải làm một việc rất quan trọng đó là các bạn phải activate cái Windows lên ha Phải activate Windows lên Thì đối với những cái máy mà giống như mình đây Cái máy mình nó là cái máy khi mà mua nó đã có sẵn Windows bản quyền rồi Cho nên khi mà mình cài lại Nó tự động nó sẽ Nhận được cái à, Bản quyền kỹ thuật số ở trong cái BIOS Và nó activate cho mình cho nên mình không cần phải activate nữa thì để kiểm tra nó đã được kiểu nó đã được activate chưa thì các bạn sẽ làm như sau này các bạn sẽ gõ cho mình cái ở đây là cái lệnh là, là control panel các bạn nhé control panel đấy các bạn enter rồi mở lớn này lên đi bấm chỗ này này cho nó to ra này các bạn mở cho mình cái phần là system đây nhá rồi các bạn sẽ thấy cái phần là Windows activation đây này, các bạn thấy không? Thì cái Windows của mình đã được activate này các bạn ha. Vừa cài xong là tự động nó activate liền. Còn đối với những cái máy các bạn mà không có Windows bản quyền hoặc là những cái máy đời cũ ra đời trước cái Windows 10 thì ở đây nó sẽ báo là Windows is not activate, có nghĩa là chưa được kích hoạt. Thì bắt buộc bạn phải kích hoạt lên. Một là bạn sẽ activate by phone thì cái này là những cái thủ thuật ở trên mạng có rất là nhiều, nhưng mà mình không có làm cách này cho nên mình không có chia sẻ cho các bạn. Cách thứ hai là các bạn có thể là mua key bản quyền, ha, mua key bản quyền vận xài Và cách cuối cùng đó là các bạn sẽ sử dụng những cái tool để các bạn crack cái window. Thì à, để lát nữa mình sẽ để cái link, cái link cái video hướng dẫn các bạn à, crack cái window ở dưới cái video này, ha, dưới mô tả của video để các bạn có thể là à, tải về, các bạn làm theo chứ mình không thể nào mà làm cái phần mà crack Windows trong video này được bởi vì nó mang cái tính chất bản quyền rất là nặng. Nếu mình làm vô á là YouTube nó sẽ bụp cái video này liền và nó sẽ lập tức nó xóa cái video này ngay. Cho nên là mình sẽ không làm ở đây ha. Rồi ok, thì đến lát nữa mình sẽ để cái link uh, của cái video cũng như là cái uh, hướng dẫn và cả cái tool crack luôn cho các bạn download về nha. Ok. Vậy là xong cái phần uh, activate các bạn nha. Uh, tiếp theo, các bạn sẽ làm như sau chúng ta sẽ chỉnh sửa một số cái ở trong máy nha, chỉnh sửa một số cái trong máy, quên mất mình đi tắt control panel rồi, các bạn mở lại control panel cho mình nhé, control panel này, đây nó có sẵn đây rồi mở luôn, rồi chúng ta sẽ làm một số cái như sau, thì các bạn cứ làm thứ tự từ trên đến dưới nhé đầu tiên là một autoplay các bạn mở ra, các bạn tắt cái autoplay này cho mình, cái autoplay này ấy, nó có một cái là khi mà các bạn cắm usb hoặc là cho đĩa dvd vào ổ á thì nó sẽ chạy lên autoplay và nó sẽ chạy trực tiếp luôn ha chạy tự động thì vô tình nó sẽ làm cho virus nó bị chạy ở trong máy của bạn thì uh, tốt nhất các bạn nên tắt cái này đi để tránh cái virus nha tắt đi và ấn nút xây đây nè rồi xong một cái cái tiếp theo là các bạn sẽ vào cho mình cái mục là đâu rồi uh, đây power option power option thì trong cái power option này á các bạn có thể tùy chỉnh như sau. Thì mình hay làm như thế này. Mình hay tạo một cái plan mới ha, chọn là create a power plan này. Thì mình sẽ có hai cái. Cái đầu tiên là mình sẽ để là high performance, có nghĩa là chạy tốc độ hết cỡ luôn. Chạy tối ưu nhất cho máy luôn và chạy hết công suất của máy luôn. Chọn high performance. Và mình sẽ đặt tên ở đây là chế độ làm việc. Có nghĩa là khi mà mình làm việc ấy, thì mình sẽ chạy hết cỡ của máy ha, làm việc, bấm next. Và ở cái phần này này, turn off display này mình sẽ never hết đi, tắt hết đi. Ấn create. Đó, thì khi mình làm việc mình chỉ cần chọn cái làm việc này thôi, là máy mình nó sẽ chạy tối ưu nhất. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo thêm một cái nữa và mình đặt tên là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nha. Nghỉ ngơi. Và mình chọn là power saver. Đấy, và ấn next thì ở đây mình sẽ để là tắt màn hình trong vòng khoảng một phút một phút sẽ tắt màn hình đó như vậy thì nó sẽ tối ưu cho máy mình hơn thì đúng lý ra ở dưới đây nó còn có cái phần là để cho máy tính nó sleep hoặc là hai bên nữa nhưng mà do là nó chưa có cài xong driver các bạn nhá nó chưa cài xong cái driver cài màn hình cho nên là nó sẽ không có để lát nữa nó cài xong nó sẽ hiện lên rồi mình sẽ ấn create đây đó thì khi mà mình nghỉ ngơi mình không làm việc mình chỉ cần chọn nghỉ ngơi và nó sẽ tối ưu của máy cho mình ở chế độ này còn lúc mình làm việc mình chọn làm việc đó rồi quay trở lại control panel các bạn nha tiếp theo chúng ta sẽ làm đó là các bạn sẽ à, tắt cái user account này dùng cho mình user account này các bạn tắt cái phần user account control này chọn đây nhá các bạn kéo hết xuống cái này ấy, nó có một cái có nghĩa là khi các bạn cài bất cứ phần mềm nào nó hay hiện lên cái bảng và nó bắt các bạn phải ấn z nó rất là phiền ấn ok bỏ đi này z này z rồi quay lại control panel các bạn tắt dùng cho mình cái tường lửa đi nha tắt tường lửa đi nếu chúng ta muốn làm một người dùng bình thường thì sẽ không dùng tường lửa rồi on or off này phần này nha tắt đi turn off turn off rồi ok rồi quay trở lại control panel à, còn gì ở đây nữa ta rồi ở đây hết rồi các bạn sẽ làm như sau tắt này đi nha các bạn vào cái phần mà o setting ở đây nè o setting rồi về phần home đi cái này nó đang cài driver về home nha các bạn vào cho mình cái phần là uh, update and security đây và các bạn chọn cho mình cái phần là window security này các bạn chọn cho mình cái open security đây lên đó rồi các bạn tắt hết những cái Windows window defender này đi cho nó khỏi lằng nhằng nha còn nếu mà các bạn có nhu cầu xài thì các bạn để còn như mình thì mình tắt hết đi mình chả để làm gì hết rất là phiền thì mình sẽ vào cái phần này này mình tắt hết đi đây nha menu setting này off hết đi mình sẽ off hết mấy này đi rồi xong back lại rồi coi xem còn phần nào nữa thì tắt hết luôn nha đây firewall này firewall này đây cái này chưa tắt này mình tắt luôn cho nó khỏi lằng nhằng mấy cái này tắt hết rồi rồi ok sau khi tắt cái này xong thì mình sẽ tiến hành là mình tắt hẳn bên trong luôn mình sẽ tắt hẳn bên trong luôn các nha đây coi xem này update xong chưa này còn nhiều lắm rồi mình sẽ làm một thao tác nữa là các bạn vào đây các bạn gõ cho mình cái lệnh là gp Uh, gpedit.msc đấy và các bạn ấn enter nó ra được cái cửa sổ uh, local group policy đây các bạn mở ra to ra các bạn vào một phần là window uh, đây này administrator template này mở ra các bạn chọn cho mình cái phần là window common các bạn kéo xuống các bạn tìm đến cái phần là Windows Defender Antivirus này để tắt hẳn đi luôn nó có phần là Turn off Windows Defender này tắt hẳn đi nhá enable nó lên rồi apply OK có phần là Turn off Routine này luôn này tắt luôn rồi enable apply OK rồi sau khi xong này thì các bạn tắt đi rồi còn một cái việc này nữa khá là nhỏ nhưng mà theo như mình thì rất là quan trọng đó là các bạn vào cái cửa sổ explorer này về cái disk PC đây các bạn thấy này sau khi mà chúng ta cài windows xong á thì cái ổ đĩa c của chúng ta nó sẽ có tên là local disk như thế này thì nó sẽ rất là khó nhận dạng khi mà lần sau chúng ta có muốn cài lại windows hoặc là chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta cần nhận biết cái ổ cứng thì chúng ta rất là khó nhận biết cho nên sau khi cài windows xong quan trọng nhất là các bạn nên thay đổi cái tên nha ví dụ mình ở đây mình đặt tên là windows đây mình sẽ đặt tên nó là Windows nha. Đó, đặt tên là Windows thế này. Rồi, continue luôn. Để lỡ lần sau nếu mà ví dụ các bạn muốn cài lại Windows á, các bạn vào các bạn chỉ cần chọn cái ổ nào có tên là Windows, các bạn format đi các bạn cài là ok, không có sợ bị cài nhầm ổ các bạn nha. Đây là một cái điểm rất là nhỏ nhưng mà mình thấy rất là quan trọng, các bạn nên làm ha. Rồi thì đây là một số cái uh, điều mà các bạn nên làm sau khi mà cài Windows xong Thì uh, để mình coi xem là cài driver xong chưa Chưa còn rất là nhiều Thì cứ để đây đi khi nào mà nó cài xong thì mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ các bạn nha Rồi các bạn nhìn này sau khi mà nó cài driver xong á Nó sẽ yêu cầu chúng ta phải khởi động cái lại này Nó bắt chúng ta restart now này Nếu các bạn không bấm vào đây á, các bạn bấm chỗ này này Shutdown nha Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó báo đây là Update and shutdown hoặc là ít update and restart. Thì các bạn bấm đây cho nó nhanh này, restart nào. Cho nó khởi động mấy lại và nó sẽ cập nhật tất cả driver các bạn. thao Nó sẽ báo cái này nè. Nó sẽ chạy lên 100%. Thì nhiều bạn á đến cái chỗ này nhìn thấy này sợ quá, tắt máy ngang, thế là lỗi Windows luôn. Các bạn đừng có tắt máy ngang nha, các bạn cứ để cho nó chạy đi, cứ để cho nó chạy hết 100% là nó sẽ vào Windows bình thường thôi, không cần phải lo lắng gì hết nha. OK, máy nó đã khởi động xong rồi. Bây giờ các bạn nhìn nè, mình kiểm tra lại xem nha. À, các bạn sẽ bấm vào đây, rồi on setting, chúng ta sẽ kiểm tra driver lại một lần nữa, xem nhận đủ hết chưa nha. Update là security này, chúng ta sẽ check một lần nữa nha, check update lần nữa xem nó còn gì nữa hay không. Đó, nếu mà nó nhận đầy đủ hết rồi ấy, thì nó sẽ không còn gì hết nha. Bây giờ các bạn coi lại này, kiểm tra driver nha, à, device manager này. Các bạn thấy không? nó đã nhận đầy đủ hết rồi nó không còn cái nào bị vàng hết là cạc một hình nhận luôn rồi này ha ngon lành đầy đủ hết không còn thiếu gì hết đó thì cái quá trình cài driver ở trên này nó chỉ đơn giản vậy thôi nếu như mấy bạn nào á mà sau khi update này xong mà nó vẫn chưa nhận đủ driver thì chắc chắn một điều đó là những cái driver đặc biệt và các bạn buộc lòng phải download driver thủ công từ trang chủ nhà sản xuất về và các bạn cài thủ công các bạn nhé rồi thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn có bất cứ cái thắc mắc hoặc là góp ý nào dành cho mình, các bạn vui lòng để lại comment phía dưới video nha để chúng ta tiếp tục cho chia sẻ ha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.